Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bài học Vũ Đức Đam và chủ trương chống tham nhũng chỉ tắm từ vai xuống dưới. Lâu nay ở Việt Nam, ông Vũ Đức Đam, cựu phó thủ tướng, là một hiện tượng đáng chú ý trên chính trường. Đa phần dân chúng có thiện cảm với chính khách trẻ tuổi và có học này. Được đánh giá là một trong những lãnh đạo của Việt Nam thuộc nhóm Tây học, được đào tạo bài bản từ phương Tây nhưng cũng bị hạn chế trong sự thăng tiến. Việc ông là ủy viên Trung ương Đảng nhiều khóa, song vẫn không được quy hoạch vào Bộ Chính trị, nên nhiều người tiếc cho được người tài trong chính trường Việt Nam. Trước đại dịch Covid-19, ông Vũ Đức Đam vẫn được dư luận Việt Nam đánh giá cao, là một chính khách tuổi còn trẻ, sông sáo và có năng lực. Trong đại dịch Covid-19, hình ảnh ông Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trung ương, cúi đầu bước đi trong tâm trạng lo lắng, được nhiều người chia sẻ, ca ngợi. Được biết, hình ảnh này được chú thích là ông Đam vừa rời cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 bên lề Đại hội Đảng 13. Song cũng có ý kiến cho rằng Vũ Đức Đam là người rất giỏi xây dựng hình ảnh trước công chúng. Một thời Việt Nam, người ta tin tưởng và thậm chí tôn vinh Vũ Đức Đam lên hàng Bồ Tát sống là chuyện có thật. Bồ Tát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vì nước, vì dân. Cho nên vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, khi Bộ Công an ra thông báo khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì dư luận hết sức bất ngờ, bàng hoàng. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 của Bộ Luật Hình sự. Lúc ấy đã bắt đầu xuất hiện luồng ý kiến của giới thạo tin cho rằng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không thể vô can. Người ta còn hé lộ ra sự thật về lý do vì sao lâu nay những người ủng hộ ông Vũ Đức Đam vẫn hoài nghi việc ông Đam không được đưa vào quy hoạch nhân sự của Bộ Chính trị hay phương án nhân sự cao hơn cho ghế tứ trụ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng không có vùng tránh. Mới nhất, trong kết luận điều tra của C03, Bộ Công an xác định, từ sự đề nghị của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng đã can thiệp giúp đỡ Việt Á trong quá trình nghiên cứu đề tài kit xét nghiệm để được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, tiêu thụ. Theo đó, bị can Trịnh đã can thiệp, chỉ đạo để Bộ Y tế ban hành văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Á lập hồ sơ đăng ký. Sau đó, bị can Trịnh còn chỉ đạo bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long giới thiệu giúp Việt Á kiểm định chất lượng kit xét nghiệm làm căn cứ để lập hồ sơ đăng ký lưu hành gửi Bộ Y tế. Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Trịnh còn chỉ đạo các vụ chức năng của Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Việt Á. Nghiêm trọng hơn, C03 Bộ Công an còn xác định bị can Trịnh đã can thiệp tác động giúp Việt Á để được Bộ Y tế cho sử dụng nguồn tiền tài trợ từ các ngân hàng để thanh toán tiền mua 200.000 bộ kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng mỗi kit, trong khi giá trị thực của một kit xét nghiệm chỉ có 143.000 đồng. Vào tháng 8 năm 2020, sau khi Việt Á được các ngân hàng làm thủ tục thanh toán tiền cho đơn hàng 200.000 kit xét nghiệm Bộ Y tế mua để cảm ơn sự hậu thuẫn từ Nguyễn Văn Trịnh, Phan Quốc Việt đã hai lần chi tiền với tổng số là 200.000 đô la, tương đương 4,5 tỷ đồng. Chủ trương chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư. Trong hai vụ án chuyến bay giải cứu và Việt Á, có nhiều trường hợp các thư ký nhận hối lộ, nhưng các thủ trưởng là cấp trên trực tiếp thì lại vô can. Đó là bị cáo Phạm Trung Kiên, trợ lý thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng. Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhận 200.000 đô la. Ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Điều đó khiến cho dư luận thắc mắc rằng tại sao các thư ký của lãnh đạo cấp cao lại liều lĩnh ăn hối lộ qua mặt cả thủ trưởng của họ, hay họ bị buộc phải làm những điều như lê lai cứu chúa vậy. Cần phải làm rõ các bị cáo là các thư ký, trợ lý như Phạm Trung Kiên, Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Quang Linh có chia những khoản tiền mà họ nhận hối lộ cho các lãnh đạo trực tiếp của họ hay không. Đây là điều hoàn toàn không khó để mà điều tra. Như trường hợp bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long
làm trung gian nhận tiền từ Phan Quốc Việt tới 56 tỷ đồng. Trong kết luận điều tra đã thể hiện rất rõ ràng, Thư ký Huỳnh đã đưa lại cho Thủ trưởng Long gần như toàn bộ. Đến nay, dư luận vẫn thắc mắc có hay không chủ trương giới hạn trên chỉ đạo của các cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương. Cơ quan này không cho phép các cơ quan chức năng truy tố từ cấp cao hơn bộ trưởng, cụ thể là từ phó thủ tướng trở lên. Nếu vậy thì rõ ràng chống tham nhũng ở Việt Nam cũng chỉ là tắm từ vai xuống dưới. Dư luận thắc mắc tại sao Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định với dân rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công luận có quyền đặt câu hỏi, bỏ lọt không truy tố các lãnh đạo cấp cao từ phó thủ tướng trở lên thì là vùng gì? Vùng kín hay vùng né vậy? Thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bài học Vũ Đức Đam và chủ trương chống tham nhũng chỉ tắm từ vai xuống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bài học Chu Ngọc Anh và triết lý tham nhũng của lãnh đạo Việt Nam. Đại án Việt Á đã kết thúc giai đoạn điều tra. Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra để chuyển cho Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố. Hai cựu ủy viên Trung ương, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh là hai lãnh đạo cao cấp nhất trong vụ Việt Á. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hai kẻ này chỉ là hai con chuột nhắt trong một bầy lãnh đạo tham nhũng tầm cỡ khủng long. Trước khi vụ Việt Á bị phát giác và bị khởi tố, cái tên của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ít được dư luận quan tâm vì đây là bộ nhỏ. Chỉ đến cuối năm 2020, trước đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái tên Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội mới được dư luận quan tâm. Song có lẽ nhờ tấm hình cười nịnh của ngài Chu với cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã khiến cho Chu Chủ tịch nổi tiếng như cồn. Đó là nụ cười nịnh thuộc hạng có một không hai, khó kiếm, hiếm tìm. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, gọi cái từ hơi tục là nụ cười ít đít châu. Nói ra điều này cũng bởi những người quen biết với ngài Chu tin rằng nhờ cái nụ cười hít đít châu đó mà Chu Ngọc Anh thăng tiến và thành đạt. Chu Ngọc Anh và nụ cười để đời. Nhắc đến Chu Ngọc Anh thì ông này có liên quan đến vụ Việt Á đã bị khởi tố, bị can và khám xét nơi ở với tội danh là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Chu cũng đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt, vậy mà bộ trưởng này vẫn không bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông chỉ bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong dự án về đề tài khoa học ma mà Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y chủ trì, nghiên cứu và sản xuất, nhưng không phải làm bất cứ điều gì. Ngoài việc nói phép một tấc đến rời được hưởng trọn 18,9 tỷ mà chia nhau. Lý lịch trích ngang trong hồ sơ cán bộ, ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Anh vốn là người thuộc phe Hà Nội của ông Tổng Bí thư và được ông Trọng hết sức yêu ái. Được biết, trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phe Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh là các phe cùng với Bắc Kinh ủng hộ ông Tổng Bí thư vô điều kiện. Đó là lý do vì sao các thành viên của các phe đó rất ít, thậm chí là không bị kỷ luật, nếu bắt buộc thì sẽ tìm mọi cách mà giảm nhẹ tội. Và đó cũng là lý do vì sao Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, mặc dù đã nhận tới 200.000 đô la trực tiếp từ Phan Quốc Việt tại phòng lập việc của Bộ trưởng ở trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ, mà ông Chu vẫn không bị truy tố tội nhận hối lộ. Trở lại giai thoại về nụ cười hít đít châu do trời ban mà ông Chu Ngọc Anh từng tuyên bố: tôi mà cười, tức là nịnh, với đứa nào là chắc chắn đứa đó siêu lòng. Nụ cười này đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại, giúp cho cuộc đời của Chu Ngọc Anh thăng tiến như diều gặp gió. Từ một cán bộ của ngành bưu điện, nhờ có nụ cười làm bảo bối, Chu Ngọc Anh leo dần đến chức vụ tít cao mà ít người dám mơ ước. Biệt thự
hàng trăm tỷ đồng của Chu Ngọc Anh tại Hà Nội. Chuyện trên mặt Chu Ngọc Anh có nhiều nốt ruồi. Người Hà Nội thường đàm tiếu rằng cứ mỗi lần họ Chu được thăng lên một chức vụ quan trọng thì ông trời lại đánh dấu lên mặt ông Chu một cái nốt ruồi để nhắc lở nhão Chu ăn ở cho phải đức, ăn cắp của dân vừa phải thôi để dân còn thở. Bởi vì chỉ mới ngồi ghế bộ trưởng một khóa đại hội 12 mà Chu Ngọc Anh đã tậu được một căn biệt thự rất khủng, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Và đó mới chỉ là bề nổi, bề chìm còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Theo tờ báo Dân Trí, khi bị khởi tố và khám xét nơi ở, công chúng mới tá hỏa về tài sản của thị trưởng Hà Nội lúc đó. Đó là một căn biệt thự đặc biệt nằm trong khu đô thị Vinhomes ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự này hiện nay vào khoảng từ 80 đến 100 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi, Chu thị trưởng lấy đâu ra tiền để mua và đã kê khai tài sản theo quy định của Bộ Chính trị hay chưa? Một bất động sản khổng lồ như thế với mức lương của thị trưởng chỉ khoảng 18 triệu 500 ngàn đồng mỗi tháng thì tiền có được chắc lại do chạy xe ôm hay buôn chổi đót. Chu Ngọc Anh và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng phàm là con người thì lòng tham vô đáy, vẫn theo chuyện phiếm quán nước vỉa hè Hà Nội. Chu Ngọc Anh thường phàn nàn với vợ rằng ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là một bộ nhỏ, màu mẻ ít, chẳng bỏ. Nghe vậy, vợ họ Chu bảo, ông giỏi nịnh sao không thu xếp đến thăm cụ Tổng. Còn cái ghế của Trung con, tức là Nguyễn Đức Trung, đang trống, tại thời điểm đó, nhanh chân, kẻo thẳng khác, nó ấm mất. Nhưng xui xẻo cho cả hai vợ chồng nhà Chu Ngọc Anh, ghế Chủ tịch Hà Nội là cái ghế có dớp, ai ngồi vào đó đều là chưa nóng đít, đã phải vào tù. Vào tháng 9 năm 2020, sau khi Trung con nhập kho, người ta thấy Chu Ngọc Anh chiếm trệ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội. Nghe nói sau đó trên mặt họ Chu mọc thêm cái nốt ruồi son cạnh khóe mắt phải. Có lần Chu Chủ tịch đi ăn tiệc có người nhắc, nhà bác này coi chừng nốt ruồi đó xấu lắm, đi tù như bỡn. Lúc đó có ông khách ngồi bàn bên ngứa mồm nói luôn, làm lãnh đạo bây giờ lấy đâu ra thẳng tốt, cứ vơ vét ăn cắp của dân, rồi đen thì chịu, đỏ thì quên đi. Học tập họ Chu, quan chức cứ làm cú tham nhũng 4.000 tỷ đồng, rồi xin tự thú nộp lại 3.000 tỷ cho bác Trọng, tiền còn lại chạy án giảm tội xong cũng dư ra dăm 300 tỷ, đi tù 3-4 năm rồi về, hưởng thụ 5-7 đời, ăn cũng không hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bài học Chu Ngọc Anh và triết lý tham nhũng của lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.